Cựu Bộ trưởng Nội vụ Pháp là cánh tay phải của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy vừa bị bắt giữ hôm 17 tháng 12 để điều tra về luật tội lạm dụng công quỹ trong thời gian tại chức. Claude Guéant, Bộ trưởng Nội vụ cho đến tháng 5 năm ngoái và phụ trách nhân sự cho ông Sarkozy từ năm 2002 đến năm 2011, đã bị đặt dưới cuộc điều tra sơ bộ từ hồi tháng 6, sau khi cảnh sát tìm thấy bằng chứng về vụ mua tiền mặt trị giá 20.000 euro tại nhà ông. Guéant cho biết khoản tiền đó được rút ra từ quỹ tiền mặt tài trợ cho những người báo tin và các hoạt động giám sát khi ông Sarkozy làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho đến khi ông được bầu làm Tổng thống năm 2007. Cuộc điều tra sơ bộ có nghĩa là cảnh sát có thể tiếp tục thu thập bằng chứng trước khi chính thức cáo buộc. Ông Michael Gordon, một trợ lý đắc lực khác của ông Sarkozy và từng đứng đầu ngành cảnh sát cũng đang bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng và trốn thuế. Việc bắt giữ hai gương mặt cao cấp và thân cận với ông Sarkozy xảy ra giữa lúc giới truyền thông đang thông tin cựu Tổng thống Pháp đang chuẩn bị cho cuộc tái tranh cử vào năm 2017. Bản thân ông Sarkozy đã được xóa bỏ mọi cáo buộc hồi tháng 10. Sau vụ điều tra, ông dùng tiền của một phụ nữ giàu nhất Pháp chi cho chiến dịch tranh cử của mình vào năm 2007.